hướng dẫn sử dụng giáo cụ số tập viết số 5. Trên EduLine, giáo cụ số tập viết số 5 là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bạn hãy chọn nút hướng dẫn để biết cách sử dụng. Sau đó chọn nút bắt đầu để thực hiện viết số 5. Rồi chọn và giữ biểu tượng tay cầm bút, đưa chuột như trong hướng dẫn để viết được số 5. Xong bạn có thể chọn nút chơi lại để viết lại số 5. Với giáo cụ số này bạn có thể tạo hoạt động ôn tập kiến thức, nhận dạng và cách viết số 5. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là tập viết số 5. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.